lúc mà chị mới nghe những thông tin đầu tiên về thầy Minh Tuệ thì Tiến chia sẻ thật, và Tiến suy nghĩ có một người bạn nói với Tiến là trời đó, tu mới vậy mới gọi là tu. Thì Tiến mới nói trời, ai cũng đi cái ngành nghề, ai mà cũng đi tu hết. Rồi như Tiến nói, ai cũng đi tu hết, rồi ai đi trồng trọt, ai đi chăn nuôi để cho mình ăn, ai cũng đi tu hết, rồi ai đi làm nghệ thuật để thấy cuộc sống này nó đẹp, ai cũng đi tu hết, rồi ai đi xây nhà. Mình suy nghĩ như vậy, ai cũng làm như vậy thì mình nghĩ ok, Tiến cũng là đạo Phật, nhưng mà Tiến nghĩ rằng dựa những cái yếu tố gọi là tâm linh tín ngưỡng thì Tiến nhìn nhận góc độ đó là như vậy. Nhưng mà cho tới khi một ngày tự nhiên nó cảm mình từ từ về cái điều, cái sự hạnh phúc của thầy khi chia sẻ, thì mình thấy đúng. Và Tiến nghe một cái đoạn thầy nói rằng là giống như thầy đi khóc thật, cái thầy thấy cái cảnh là cái người đó phải ở nhà, nhưng mà người đó có chia sẻ là một cách nào đó thầy nói là người đó không đi đâu được, người đó phải giữ nhà. Thì thầy thấy thầy hạnh phúc, bây giờ thầy muốn đi đâu cũng được, còn người ta muốn đi không được, người ta phải giữ nhà. Và bây giờ thầy cũng không có tiền để mà giữ, đồ ăn cũng có, luôn ăn đúng một bữa ăn là hết. Định rồi cái lòng nồi cơm điện chả ai muốn lấy làm gì, cũng chẳng có giá trị. Và mình thấy đó là hạnh phúc. Và đôi khi cuộc sống của mình đang có nhiều thứ mà thỉnh thoảng mình cảm thấy mình không hạnh phúc. Có một công việc mình đặt ra mục tiêu mình không thực hiện được, hoặc là thực hiện nó phân nửa thôi, mình đã không hạnh phúc. Trong khi có những người họ còn không có mục tiêu, mà mình thực hiện được một nửa mục tiêu mà mình cũng cảm thấy tự trách bản thân mình. Vậy thì chính thầy đã cho một cái khái niệm không có gì cũng là hạnh phúc. Từ đó mình sẽ bắt đầu hạ những cái tiêu chuẩn xuống để mình cảm nhận được mình hạnh phúc ở trong bất cứ thời điểm nào. Kể cả bây giờ giống như rằng là bây giờ các bạn nếu mà cảm thấy hạnh phúc không, các bạn cứ vô bệnh viện đi. Bây giờ người ta chỉ mong người ta không có đau thôi, đau đớn thì cái thể xác không có cần nữa để hạnh phúc. Thì nên rằng là từ cái chuyện của thầy Minh Tuệ, nó sẽ lay động được cái quan niệm hạnh phúc của mọi người, khiến cho mọi người thấy là bạn nhìn thầy Thích Minh Tuệ đi, người ta không có gì, một đôi dép cũng không có mà người ta cũng hạnh phúc, người ta được bao nhiêu người ủng hộ, cả thế giới lay động. Thì những gì bạn có mà bạn không hạnh phúc là bạn sai rồi. Và từ đó con người ta biết đó, phải trách nhiệm đúng đắn hơn, trân trọng những gì mình có. Thì đó là cái cảm thấy wow, những định ban đầu của mình nó bị nông cạn quá, nó nông cạn quá.